Hello, xin chào 500 anh em, cô dì, chú bác đã quay trở lại với kênh Relay Anime. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và tốt lành. Như anh em hãy để ý, trong bất kỳ bộ anime Isekai nào, nội dung phim về hệ thống nhân vật đều sẽ có ma vương. Và bộ Isekai chuyển sinh thành Slam cũng như vậy. Mới đây nhất, trong season 2 mùa 1 của anime, Rimuru đã tiến hóa thành một ma vương. Và ngay cả Adder và các bạn đều đang hóng đến tháng 7 để có season 2 của mùa 2. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một ma vương với nghệ danh Chúa Tể Bóng Tối, chính là Kai Crimson. Anh là một trong ác ma nguyên thủy và là ma vương đầu tiên, là người lâu đời nhất trong số các ma vương hiện tại. Chúa Tể của Cung Điện Bạch Băng, Kai Crimson đã vĩnh viễn cai trị lục địa băng giá này, là một ma vương ái nam ái nữ. Anh ta có thể trở thành đàn ông hoặc phụ nữ tùy ý. Anh được biết đến là một trong ba ma vương đầu tiên cùng với Milim và Ramirez. Vậy thì, ma vương này, xuất thân, sức mạnh, sự bá đạo và quyền lực của ma vương này như thế nào? Hãy cùng Relay Anime tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta nên tìm hiểu về vóc dáng của anh. Vóc dáng của Kai Crimson, anh có hai hình thức, một là nam và hai là nữ. Hình thức nam, với đôi mắt đỏ thẫm sâu, mái tóc bồng bềnh như lửa, có màu đỏ đậm hơn cả màu máu. Hình thức nữ, trong hình dạng này, anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp mãnh liệt, với mái tóc dài màu đỏ tươi bồng bềnh thần thánh, bộ ngực căng mọng và cặp mông tròn trịa thực sự được nhấn mạnh nhờ vòng eo thon thả đến mức khó tin của anh ta. Cái này mà cho anh Rimuru nhà ta gặp thì không biết có nhận ra không nữa. Kai nói rằng hình dạng nam của anh ấy được tối ưu hóa để trong chiến đấu, trong khi hình dạng nữ của anh ấy được tối ưu hóa để xử lý suy nghĩ và tính toán tốc độ cao. Về tính cách của Kai Crimson thường khinh thường người lạ trong lần đầu tiên gặp nếu chưa biết rõ về người đó. Kai Crimson thường làm một số hành vi khiêu gợi và công khai với Leon Cromwell khi ở trong hình dạng nam giới, bất chấp việc Leon có khăng khăng rằng anh ta thích phụ nữ hơn. Kai Crimson đã nhiều lần đáp lại lời đề nghị hóa thân thành phụ nữ, nhưng đều bị Leon từ chối. Kai có thể chuyển từ giới tính này sang giới tính khác, đúng là chất thủ luôn. Và Kai rất quan tâm và để ý những người có kỹ năng tối thượng như Rimuru Tempest, Dino, Rumina Valentine. Nhờ lòng hiếu khách của Rimuru, khi Kai đến thăm Tempest, Kai Crimson đã rất thích những món ăn ở Tempest và yêu cầu cấp dưới của mình học cách làm chúng. Kai Crimson cũng khá thận trọng đối với những người mà anh ta cho rằng có thể là mối đe dọa đối với anh ta. Về lý lịch của Kai Crimson được triệu hồi đến thế giới bởi một con người với tư cách là Archdemon và được giao nhiệm vụ tiêu diệt một quốc gia mà con người đang có chiến tranh. Anh ta tiếp tục điều đó bằng cách phá hủy cả quốc gia loài người này. Điều này đã giúp anh ta có cái tên Kai Crimson. Sau khi được đặt tên, cùng với lượng linh hồn mà anh ta giết, anh ta đã tiến hóa thành một Demon Lord, một ma vương thực sự. Ban đầu, anh nghĩ điều đó là không cần thiết vì anh tin rằng mình đã là người mạnh nhất. Hai con quỷ Ash mà anh ta triệu hồi để tiêu diệt quốc gia đầu tiên đã tiến hóa thành một ác quỷ sau khi tiêu diệt quốc gia thứ hai. Sau đó, anh cho phép họ tiếp tục phục vụ anh. Họ được trao cơ thể vật lý, cũng như tiến hóa thành Demon Peer. Kai đã đặt cho hai người họ cái tên Mizari và Rhein. Ngay sau khi Kai Crimson thức tỉnh với tư cách là một ma vương, cùng lúc đó, một người khác là Milim cũng được thức tỉnh thành một chân ma vương. Milim được tặng một con rồng là hóa thân của Vedonava, nhưng con rồng cưng của cô đã bị giết bởi một quốc gia nào đó. Trong cơn tức giận của mình, Milim đã phá hủy đất nước đó và thức tỉnh thành một ma vương thực sự. Ka đã chiến đấu và ngăn cản Milim. Trận chiến đó kéo dài trong 7 ngày 7 đêm, biến vùng đất trù phú ở phía tây thành một vùng đất hoang. Cuối cùng, trận chiến kết thúc, người trả lại sự tỉnh táo cho Milim là Ramirez. Trong quá trình đó, người cai trị tinh linh Ramirez đã hấp thụ tà thuật của quỷ và luồng khí mạnh mẽ của loài rồng và bắt đầu thay đổi. Ramirez đã có thể ngăn chặn cơn thịnh nộ của Milim và cả ba đã giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Họ quyết định rằng mỗi người trong số ba người sẽ khác với hai người còn lại. Một người sẽ theo đuổi kỹ năng tối thượng vì mục tiêu của họ khác nhau nên đã thỏa thuận trong hòa bình. Về câu chuyện trước khi hội bàn tròn ma vương diễn ra, mời Leon Cromwell đến nơi ở của mình. Và khi Leon đến nơi, Kai Crimson đã chào anh và hôn anh. Họ di chuyển đến một sân thượng trên tầng cao nhất của lâu đài để thảo luận. Kai Crimson cầu xin Leon tham dự đại tiệc ma vương sắp tới và nói rằng chính Clayman đã mời và Milim đã ký hợp đồng của nó. Cả Kai và Leon đều cho rằng các báo cáo về cái chết của Carrion là sai và Kai không chắc liệu đây có phải là một trong những trò chơi của Milim hay không. Leon hỏi Kai rằng liệu anh ta có nghĩ Clayman đang điều khiển Milim hay không. Kai hỏi Leon liệu có thể tham gia đại tiệc được hay không. Sau đó, họ bắt đầu thảo luận về đề nghị của Ramirez để đưa Rimuru vào bữa tiệc và sự hồi sinh của Vedora. Kai đã bị sốc khi biết tin Vedora đã thoát ra. Tại thời điểm này, Vezat đã tham gia cuộc trò chuyện và Leon giải thích những gì mà anh ta nghe đồn về sự hồi sinh của Vedora. Sau khi Leon giải thích xong, Kai trở nên rất vui và quan tâm đến Rimuru. Ba người họ suy đoán rằng hành động của Clayman, hành vi
của Milim và Vedora phá vỡ tự do có thể có mối liên hệ với nhau và liên quan đến Rimuru trong hội nghị Ma Vương. Trước khi cuộc họp thực sự bắt đầu, anh ấy bình tĩnh ngồi trên ghế của mình chờ mọi người đến. Rimuru đã cố gắng phân tích anh ta, nhưng Kai đã che giấu mọi thứ và khiến anh ta có vẻ như là một đứa trẻ yếu ớt, thiếu kinh nghiệm, mạnh mẽ một cách kỳ diệu, nhưng không thể kiểm soát được khí chất của mình. Khi Kai gặp Rimuru, anh đã tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ. Sau khi cuộc họp bắt đầu, Rimuru và Clayman bắt đầu tranh cãi, nhưng Kai đã nói với Clayman rằng hãy đánh bại Rimuru bằng chính sức mạnh của mình nếu anh ta nghĩ mình là một ma vương, và hỏi Rimuru liệu anh ta có tuyên bố mình là ma vương hay không. Kai nói với Rimuru, nếu Rimuru thắng Clayman, Kai sẽ cho Rimuru nhận danh hiệu ma vương. Khi cuộc chiến bắt đầu, Kai cô lập Clayman và Rimuru khỏi những người khác bằng một kết giới. Trước khi Rimuru định giết Clayman, Rimuru đã hỏi có ai ngăn cản nếu Rimuru giết Clayman không, và Kai đã lên tiếng. Sau cái chết của Clayman, Carrion và Frey từ chức xuống phục vụ Milim, thập đại ma vương đã thành bát tinh ma vương. Sau lễ hội ma vương, Kai gửi một thuộc hạ đến Ruberius, nhưng đã bị Diablo gặp và đánh bại. Kai hỏi Diablo tại sao lại đợi quá lâu để tiến hóa, nhưng Diablo đã trả lời bằng một câu hỏi riêng của mình. Diablo hỏi Kai rằng liệu anh có nghĩ rằng có ai mạnh hơn họ trên thế giới này không. Kai nói rằng ngoài những con rồng chân chính thì không có ai mạnh hơn họ. Diablo bắt đầu khen ngợi Rimuru, khiến Kai khó chịu và yêu cầu anh ta dừng lại. Phản ứng của Diablo khiến Kai khó chịu. Diablo đã tự hào giải thích với anh rằng chính Rimuru đã đặt tên cho anh. Kai Crimson thấy tình huống này thật nực cười, vì cán cân quyền lực mà anh duy trì hàng nghìn năm đã bị phá vỡ từng mảnh. Anh quyết định hỏi về hai người còn lại trong bộ ba nguyên thủy. Kai đã hoàn toàn kinh ngạc khi nghe rằng cả Violet và Chone đều được Rimuru đặt tên. Sau khi được giải thích thêm từ Diablo, Kai càng tức giận hơn và quyết định đến Tempest gặp Rimuru. Về các kỹ năng của Kai Crimson. Về năng lực, nếu trong One Piece, Kaido là sinh vật mạnh nhất, thì trong chuyển sinh thành Slam, Kai Crimson được coi là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới, và anh ta thậm chí còn được coi là chúa quỷ mạnh nhất trước khi Rimuru Tempest lên ma vương. Anh ta mạnh đến mức có thể đánh bại hoàn toàn Leon Cromwell trong quá khứ, ngay cả khi Leon sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và Ultimate Skill. Khi chiến đấu nghiêm túc, Kai có thể đánh bại Churagan Vezado trong một trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, và Milim Nava khi sử dụng Ultimate Skill Vua Phẫn Nộ Satano trong 7 ngày 7 đêm khi Milim mất kiểm soát. Trong chiến tranh Tenma, anh đã chiến đấu với Kure Albert trong 3 ngày và cố gắng giết cô 3 lần, mặc dù cả hai đều không chiến đấu nghiêm túc. Một năm sau, trận chiến giữa Rimuru và Yuki, Rimuru cho rằng Kai đủ mạnh để chiến đấu với Yuki. Ngoài sức mạnh và kho kỹ năng của mình, Kai còn là một kiếm sĩ bậc thầy có thể ngang ngửa với Kure. Kỹ năng tối thượng, Orbis God Nodan, tiến hóa từ vua Lucifer kiêu hãnh, vua phẫn nộ Satano, sao chép từ Milim với vua tự hào Lucifer, một lò phản ứng năng lượng ma thuật, chuyển đổi cơn thịnh nộ của người dùng thành sức mạnh ma thuật. Nó có thể cung cấp cho người dùng một lượng ma thuật vô hạn. Tuy nhiên, cơ thể của Kai không thể chịu đựng được toàn bộ kỹ năng này, và do đó, anh thường giữ cho nó hoạt động ở mức 40% hiệu lực thông thường. 2. Periodic King, Matatron, sao chép từ Leon Cromwell với Frightful King, Lufisier, kỹ năng tối thượng của Leon, đỉnh cao của khả năng hạng nhẹ. Nó là một khả năng được coi là hạn chế đối với những sinh vật có nguồn gốc ma thuật. Kỹ năng này cũng chuyên về thanh tẩy yêu quái. Nó có thể tạo ra một tia sáng để tiêu diệt đối thủ. 3. Calamity Claw, một đòn tấn công mang đặc tính độc cực mạnh. Nhưng nó không phải là một thứ gì đó ở cấp độ mạnh, nó chỉ là một chất độc đơn thuần. Nó là một cuộc tấn công khiến mục tiêu bị lây nhiễm virus lây nhiễm. Nó cũng ăn mòn tâm trí, bắt đầu từ điểm tiếp xúc. Virus lây lan đến mục tiêu, ngay cả khi tiếp xúc gián tiếp, chẳng hạn như thanh kiếm. 4. Time Stopping, Kai sở hữu khả năng dừng thời gian, và kỹ năng này cho phép Kai dự đoán các bước di chuyển của đối thủ trong trận chiến. 5. Ma thuật Death Streak, một câu thần chú giải phóng ánh sáng đen xuyên qua tất cả, và Kai có thể viết lại cấu trúc gen của mục tiêu. Phạm vi bán kính tối đa của phép thuật là 10 km, và để kích hoạt phép thuật này, Kai cần triệu hồi và nghiền nát một ngọn lửa đen trong tay để ánh sáng của nó khuếch tán. Do bắt buộc phải viết lại gen, câu thần chú gây ra cái chết ngay lập tức cho bất kỳ sinh vật nào trong 99,99% thời gian, còn 0,001%
10% còn lại được cho là biến thành quái vật có tuổi thọ cao. Những người duy nhất có thể chống lại skill này là các dạng sống tâm linh và những người có khả năng lưu trữ lại linh hồn của họ. Ai đó cũng có thể sống sót sau câu thần chú nếu họ có thể hồi sinh sau khi cơ thể bị phá hoại hoàn toàn. 6. Napalm Pus, một phép thuật kiểu vụ nổ nhiệt, tạo ra ngọn lửa vô cực bùng lên thành hình dạng của một con rồng, sau đó cuốn theo và thiêu rụi mục tiêu, tăng cường sức mạnh phép thuật với kỹ năng tối thượng để đốt cháy qua nhiều lớp rào cản phép thuật. 7. Rider for Lord Lucider, kỹ năng tối thượng của Kai, cho phép sao chép hoàn toàn các khả năng mà anh ta nhìn thấy dù chỉ một lần. 8. Cám dỗ, khả năng của một con quỷ, cho phép chúng điều khiển tâm trí theo ý muốn. 9. Orbit God Norden, một kỹ năng tối thượng có được cái bằng cách phát triển kỹ năng tối thượng của chúa tể Lucifer kiêu hãnh. Nó bao gồm kỹ năng hiện thân của tất cả sáng tạo, cho phép anh ta tái tạo mọi thứ từ ký ức của mình. 10. Vua nhẫn nại Gorbiro, khả năng chuyên môn phòng thủ tối thượng, bản chất của nó là sự cố định, đóng băng độ ẩm trong khí quyển và các phân tử, tạo ra một bức tường băng cũng là một trong những khả năng của nó. Về vũ khí của Kai Crimson, 1. Nhẫn của chúa quỷ, 2. Demon Sword World, một thanh kiếm God Class mà Kai đã tạo ra để thay thế Demon Sword Tenma. Sau khi giao nó cho Milim, nó được rèn từ nguyên tố vật lý cứng nhất được gọi là Star Heart và được coi là một trong những thanh kiếm mạnh nhất còn tồn tại. So với thanh kiếm của Milim, nó đã được bảo dưỡng liên tục và nó tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Về các mối quan hệ của Kai Crimson, 1. Pesado. Pesado là cấp dưới đầu tiên của Kai Crimson khi họ lập hiệp ước với nhau. Tuy nhiên, họ giống với đối tác hơn là mối quan hệ chủ tớ. Kai Crimson tin tưởng Vezado đủ mạnh để duy trì lãnh thổ của họ trong khi anh ấy đi vắng. 2. Misery là một trong những con quỷ mà Kai đã đặt tên. Misery tuyệt đối trung thành với anh ta và đặt mong muốn của Kai lên trên tất cả. Kai đặt tên cho cô ấy là Misery để phản ánh nỗi thống khổ của con người. 3. Rhein là một trong những con quỷ mà Kai đã đặt tên. Rhein tuyệt đối trung thành với Kai và đặt mong muốn của Kai lên trên tất cả, cũng giống như Misery. 4. Đế chế phương Đông, Rura. Kai với Rura đã chiến đấu với nhau trong trò chơi chiến tranh riêng của họ, với Kai lãnh đạo quỷ và Rura lãnh đạo loài người. Cả hai đều bị ám ảnh bởi việc đánh bại người kia, mặc dù mức độ ám ảnh của Kai ít hơn so với Rura, coi Rura là bạn thân nhất của mình. 5. Leon Cromwell. Đối với Kai, Leon là một người bạn đáng tin cậy và Leon đã trở nên khá quen thuộc với tính cách của Kai. Có lẽ do điều này, Kai đã cố gắng nhiều lần để quyến rũ Leon, khiến nhiều người sau đó cảm thấy thất vọng vì Kai là nam. Tuy nhiên, Kai cũng đã rất là nhiều lần nói biến thành phụ nữ, nhưng đều bị Leon từ chối. 6. Milim Nava. Kai đã chiến đấu với Milim để ngăn cản sự mất kiểm soát của Milim và cả hai đã có một cuộc chiến diễn ra 7 ngày 7 đêm. 7. Carrion. Như những người bạn cùng nhóm, Kai có sự tôn trọng dành cho Carrion và rất thất vọng khi biết rằng từ bỏ vị trí của mình như trong Thập Đại Ma Vương. Kai Crimson đã đoán rằng Carrion sẽ thức tỉnh như là một chân ma vương trong 100 năm nữa. 8. Rimuru Tempest. Kai ban đầu quan tâm đến Rimuru vì anh ta trở thành một ma vương. Trong đại tiệc ma vương, Kai càng thích thú với Rimuru hơn do Rimuru thể hiện sức mạnh của mình và tính cách của Rimuru. Khi Rimuru tiến hóa cấp dưới của mình thành các ma vương thực sự, cảm nhận được sự nguy hiểm, Kai ngay lập tức khởi hành đến Tempest để xác nhận xem Rimuru có phải là kẻ thù của mình hay không. Sau cuộc trò chuyện và lắng nghe lời giải thích của Rimuru, cả hai đã trở nên bình thường và hòa bình với nhau. 9. Ramirez. Quen biết nhau từ thời xa xưa, sau khi ngăn chặn cơn thịnh nộ của Milim, Kai dường như rất thân thiết với Ramirez, đi xa đến mức nói với Leon rằng nếu Leon giết cô, Leon sẽ trở thành kẻ thù của mình. 10. Diablo là đồng bào nguyên thủy, họ có lịch sử lâu đời với nhau. Họ đã tuyên bố rằng họ sẽ chiến đấu nhiều lần trong thế giới ngầm mà không phải chịu thua thiệt về nhau. Anh đã rất là ngạc nhiên khi biết rằng một người bị ruồng bỏ như No lại quyết định phục vụ Rimuru. Kai Crimson coi Diablo là một người bạn của mình từ lâu, mặc dù Diablo thường xuyên tỏ ra khó chịu vì thái độ của anh ta với Rimuru. 11. Vedonava. Kai rất tôn trọng Vedonava, người duy nhất từng đánh bại anh ta. Kai được Vedonava đề nghị trông chừng nhân loại, một nhiệm vụ mà Kai đã chấp nhận do anh ấy là con người thú vị. Tuy là một chân ma vương, nhưng lại là một ma vương công và thủ lẫn lộn, ái nam ái nữ. Dù cho là như vậy, anh ta rất là bá đạo. Nếu như không tính khi Rimuru thành ma vương, thì trong thế giới này, rất ít người có thể đánh bại được anh ta. Từ bản chất là một trong ba ma vương đời đầu với sức mạnh và quyền lực của mình, anh rất được các ma vương khác tôn trọng vì sức mạnh của anh. Nhưng cũng tội cho anh khi chủ tịch nhà ta lại cướp hết sàn diễn và vị trí mạnh nhất. Khổ nhầy, công sức mấy nghìn năm cũng không bằng thằng man của bộ phim, khóc ròng nước mắt.
Trên đây là video phân tích về Kai Crimson, xuất thân, sức mạnh và các mối quan hệ của Kai Crimson. Anh em thấy sao về nhân vật này? Có mạnh không? Có bá đạo không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh mình bằng cách để lại một like, một subscribe, một comment và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.